Con gái lai ấn của Võ Hà Trâm và chồng Ấn Độ mới đây đã được dịp làm dân tình cười nghiêng ngả khi có màn đối đáp với bố mẹ. Đồ dễ thương, ngây thơ của bé Moon khiến dân tình ngớ người, nghe bé nói chỉ biết cứng họng. Bé Moon tên thật là Chowri Vaishali Tây Phương, con gái lai Ấn Độ nhà Võ Hà Trâm và doanh nhân Vigas, nhận được nhiều sự yêu mến nhờ vẻ đáng yêu và ngoại hình ấn tượng. Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải video quay lại cảnh đôi co với con gái 3 tuổi. Nhóc tí khiến người xem bật cười khi khăng khăng đòi người sinh ra mình là bố chứ không phải mẹ. Theo đó, khi Võ Hà Trâm hỏi bé Moon, em Moon nằm trong bụng ba hay bụng mẹ, cô bé liền trả lời là bụng ba, kèm theo hành động chỉ tay vào bụng của doanh nhân Vikas. Sau đó, Võ Hà Trâm đã giải thích với con gái, Moon nằm trong bụng mẹ, bác sĩ cắt bụng mẹ để lấy em Moon, chứ đâu phải em Moon nằm trong bụng ba đâu, bác sĩ đâu có cắt bụng ba đâu, Moon là của mẹ mà. Tuy nhiên, bé Moon lại tỏ thái độ không hài lòng trước lời giải thích của mẹ, liên tục quấy hét. Khi được mẹ nói bụng bố không có vết cắt, cô bé khẳng định có mà. Phản ứng đáng yêu của ái nữ Võ Hà Trâm trước sự thật được mẹ sinh ra chứ không phải bố khiến dân tình thích thú. Qua đó phần nào cho thấy bé Moon chuẩn con gái rượu cực kỳ quấn bố. Trước đó không ít lần giọng ca về với em than thở vì bị chồng và con gái cho ra rìa. Nữ ca sĩ còn gọi ái nữ là trà xanh vì con quá quấn bố đến mức quên cả mẹ. Võ Hà Trâm từng cho biết, Moon dính ba như Sam, mỗi lần ba đi làm về em không cho ba đi tắm hay ăn cơm. Mẹ đụng vào ba là em lấy tay cản mẹ liền. Moon biết ba rất chiều chuộng em nên mỗi khi đòi hỏi điều gì mà không được mẹ đáp ứng em sẽ mắt ba ngay. Khi về nhà, con gái là người đầu tiên anh hỏi, nhắn tin bao giờ cũng nhắc đến bà nhỏ đầu tiên rồi mới tới vợ. Nói chung mọi tình cảm anh đều dùng hết cho con. Đặc biệt anh không cho phép bất kỳ ai đụng vào bé Moon mỗi khi đưa bé ra ngoài. Khi ở trong thang máy, anh luôn bồng con đứng một góc, quay lưng lại với tất cả mọi người. Tôi hiểu đó là sự bảo vệ của một người bố dành cho con, cô nói thêm. Hiện tại, Võ Hà Trâm và chồng cũng mới đón tin vui lần hai. Ở tháng 4 thai kỳ, Võ Hà Trâm cho biết cô đã tăng 2,7kg. Nữ ca sĩ vẫn giữ được thân hình thon gọn. Mẹ bầu tiết lộ, lần mang thai này sức khỏe cô tốt hơn lần đầu và tinh thần cũng thư giãn thoải mái. Nữ ca sĩ chia sẻ, trộm vía từ lúc cấn bầu tới giờ mình vẫn khỏe mạnh, nhiều năng lượng để vừa đi hát, đi dạy rồi chăm con. Bí quyết của mình chỉ đơn giản là hãy yêu sức khỏe ngay khi còn trẻ. Khi một bào thai được xây dựng từ những tế bào khỏe mạnh từ cơ thể mẹ, thì thai nhi sẽ phát triển tốt. Khi ra đời, em bé cũng sẽ trộm vía khỏe mạnh, nên mình luôn muốn được chia sẻ thông điệp rằng một lối sống lành mạnh có thể thay đổi một cuộc đời. Đối với nữ ca sĩ sinh năm 1990, cô luôn duy trì chế độ ăn chay nhưng rất khoa học. Bên cạnh đó, Võ Hà Trâm còn đăng tải khoảnh khắc tập những bài thể dục phù hợp với những mẹ bầu. Nhan sắc Võ Hà Trâm lúc mang bầu khiến nhiều chị em vội xin bí quyết. Võ Hà Trâm từng chia sẻ bí quyết để có sức khỏe tốt và vóc dáng đẹp trong lúc mang thai, đó là có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý và siêng tập thể dục. Cuối tháng 4 năm 2024, Võ Hà Trâm thông báo tin vui đang mang thai con thứ hai. Nữ ca sĩ chia sẻ, đầu tháng tôi đi khám thì bác sĩ bảo chưa có tín hiệu, đến giữa tháng em bé đã phát tín hiệu liên tục. Khác với lần đầu khi nhận tín hiệu từ em Moon, lần này tôi gần như nhảy lên, chạy ra phòng khách và báo với chồng ngay.